À, chào các anh em đang xem miền Tây Solar ha. Nay là tối ngày thứ tư anh em, ngày 12. Làm gì trơn? Ngày 12 tháng 10 2022. Chúng ta tiếp tục gói hàng nha mọi người. Trước mắt anh em là một cái UFO kim cương. UFO kim cương ha. Của hãng Zindian anh em. Đây. Zindian này. Đấy. UFO kim cương có tem nguồn gốc xuất xứ đàng hoàng nha mọi người. Đây này, cái tem ở trên đó anh em, đây cái thùng của nó nè. Đấy, thì ở trong cái thùng này nó có một cái miếng mốt ha, miếng mốt đây anh em, lót đây cho nó an toàn này. Thì một lát mình sẽ lót mốt bên ngoài rồi mình quấn xốp lại rất là kỹ ha. UFO kim cương này mình gửi cho chú Đức ở xã Lại Sơn, Kiên Hải, Kiên Giang. Chú Đức ha, ở xã Lại Sơn, Kiên Hải, Kiên Giang. Thì cái UFO này là UFO kim cương của hãng Zindian nha anh em. Zindian ha. Đường kính từ đây qua đây á là 6 tấc mốt ha. 6 tấc mốt. Tấm pin này là tấm pin 25W mọi người. Cái tấm pin 25W này nó khá là dài nha mọi người ha. Tấm pin dài. Đẹp nha anh em, tấm pin chẳng những dài mà còn đẹp nữa. Đấy. Đường kính của đèn là 6 tấc mốt nha. Mặt trên của nó nè anh em. Nhìn thế. Rồi bây giờ mặt dưới của nó ha. Chú Đức có tâm sự là chú mua cái này về lắp trên ghe nha. Có nghĩa là cái ghe đi biển hay đi sông gì đó. Chú lắp cái này. Thì cũng có mấy anh em hỏi mình là lắp cò trụ như thế nào. Thì người ta chỉ cần mua ống 60 hoặc là ống 72 ta nhét vào đây nè. Chắc mình nghĩ ống 60 sẽ thích hợp hơn nha anh em. Ống 60 nhét đây nè. Sau đó dùng những con ốc này nè anh em. Những con ốc này nè. Chúng ta sẽ bỏ vào đây, chúng ta siết lại. Bỏ ốc vào đây và siết lại ha. Siết cái ống 60 lại, sau khi mà ta siết cứng rồi á là không bao giờ mà nhúc nhích được cái ống ở đâu, cho nên cái đèn này không bao giờ rớt nha mọi người. Không bao giờ bị rớt xuống nha. Đây. Ở giữa đây anh em thấy không? Rất là chắc chắn ha, nhựa dày cui luôn nha. Đấy, thì ở trong đây nó có bộ pin lưu trữ là 25 be và nó có 450 con SMD 5730. Ánh sáng màu trắng nha mọi người. Mạch sạc đây. Khi mình dở lên nó thấy mặt trời thì nó sẽ sạc, nó chuyển qua màu đỏ nè anh em, thấy không? Nó chuyển qua màu đỏ thể hiện sạc đấy. Đó, chuyển qua màu đỏ thể hiện sạc nha. Đây, bỏ xuống này. Đấy. Thì cái đèn này được phủ ở mặt dưới là một cái miếng BK. BK trong ha, và nó chế tác rất là tinh xảo nha anh em. Nhìn cái tấm này vừa dày mà nó vừa đẹp nữa nha. Đẹp ha. Nên người ta gọi UFO này là kim cương nè. Bên trong có 450 con SMD 5730 nha. Bộ pin lưu trữ 25 be. Đặc biệt là cái đèn này không có radar nha anh em. Đèn này chỉ có on off auto và 3 giờ 5 giờ thôi. Vậy là có nghĩa gì mọi người? Lúc nào cái đèn này nó cũng cháy sáng 100% độ sáng của nó. Nó không có bị sụp xuống 50% nha mọi người. Ha, đèn này lúc nào cũng cháy sáng 100%. Đấy. Bây giờ người ta bấm auto, đèn nó cháy lý do là tại giấu tấm pin xuống, bấm on. Bấm on này. Bấm on chúng ta dở cái đèn lên thì cái đèn nó tắt ha. Rồi chúng ta bấm on lại coi đèn nó cháy không. Để coi cái ban ngày. À vậy là cái đèn này ban ngày không cháy nha anh em. À ban ngày cái đèn này không cháy. Đó. Nó chỉ phát sáng ban đêm thôi, ban ngày chúng ta bấm nó tắt liền rồi thấy không? Đưa tấm pin lên là cái đèn hiểu ban ngày ta bấm on nó tắt liền nè. Đấy. Vậy đèn này chỉ phát sáng vào ban đêm thôi. Đấy. Bây giờ chúng ta sẽ đem nó ra chỗ tối để chúng ta coi cái độ sáng của đèn như thế nào ha. UFO kim cương thì ánh sáng nó cũng gần gần ngang ngửa như UFO ngàn quá anh em. Đây. Thì chú tâm sự là chú đem về chú lắp ở dưới ghe. Ghe đi 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 sông đi biển nha mọi người. Này. Đây là UFO kim cương ha của hãng Zindian, giá 1 triệu 130 ngàn. Phí vận chuyển mỗi cái chắc khoảng 50 ngàn anh em. Đó. Ok không? Đấy, này lắp ở trên bon tàu hay là sân vườn cây cảnh hay gì đó. Ok nha anh em. Đấy. Đây là UFO kim cương. Cầm cao lên cho anh em thấy nè. Đó, nó sẽ phủ cho chúng ta một cái độ rộng
anh em muốn mà nó thật là rộng thì chúng ta sẽ lắp cái cây hơi cao một chút ha. Ở đây thì chú trên ghe chắc chú không có lắp cây cao lắm, vừa được ha, vừa cho chúng ta sinh hoạt trên ghe là ok. Đấy. Đấy. Hàng chuẩn chỉ của Zinrian thì anh em an tâm nha, nó đồng giá với UFO 1000W nha mọi người, 1.130.000 nha. Đây. Đó, anh em nhìn nó khá là thẩm mỹ nha anh em. Đó, mặt dưới của nó này giống như là ngắm sao vậy đó, giống như người ta đang ngắm sao vậy anh em. Anh em đam mê cứ hú mình ha, 0766874311 nha. Xin chào mọi người, hẹn gặp mọi người những video lần sau ha.